Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hẳn là trong số chúng ta ở đây không ít người đã từng nghe câu nói rất thời danh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một bài hát của ông, đó là sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Và rồi tác giả đã kết luận để gió cuốn đi. Xem ra sống mà có một tấm lòng đó như là một điều tự nhiên, như là nước chảy, như là mây trôi, như là điều bình thường, chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần phải đặt vấn đề, bởi vì cuộc sống của chúng ta vốn là vô thường vậy. Nói như thế để chúng ta tập trung vào, và cũng có thể gọi chủ đề của lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta sống có một tấm lòng như vậy. Đúng là câu chuyện này nó không chỉ mang cái giá trị tâm linh, nhưng nó còn có tính nhân văn rất cao. Bởi vì một khi con người ta đã sống với nhau bằng tấm lòng thì mọi chuyện sẽ khác đi. Rabindranath Tagore đã là một nhà thơ, là một văn sĩ, là một thi, là một nhà tâm linh, là một nhà triết học của Ấn Độ. Ông ta là người châu Á đầu tiên được giải Nobel với tập thơ Lời Dâng. Trong tập thơ đó ông có kể lại một câu chuyện. Có một người hành khất ngồi bên vệ đường, hằng ngày người đi qua người đi lại cho bố thí cho ông ta, có thể là bánh, có thể là trái cây, có thể là tiền, có thể là lúa gạo, có thể là cơm, vân vân. Bên Ấn Độ họ ăn xin như vậy, và họ cho người ăn xin như vậy. Rồi một hôm anh ta thấy có một xe, một gỗ xe sơn son thếp vàng rất đẹp từ xa. Anh ta nghĩ thầm trong bụng, chắc hẳn đây là xe của đức vua, một vị vua cao sang quyền quý, chắc là anh ta sẽ có được một món bở. Nhưng mà rồi anh ta chờ đợi, đức vua đến trước mặt anh ta, bước xuống xe, đưa tay ra và hỏi: anh có gì cho tôi không? Anh hành khất lại ngạc nhiên, bối rối, ngỡ ngàng, không biết ứng xử làm sao. Bởi vì một vị vua cao sang, quyền quý, giàu có đâu có thiếu cái gì đâu, mà lại xin một cái tên ăn mày khố rách áo ôm như mình đây: anh có gì cho tôi không? Nhưng mà một chút đắn đo, anh ta cho vào túi, cái túi của anh, để đặt vào bàn tay của đức vua một hạt lúa. Xong rồi đức vua lên xe và ra đi tiếp theo. Đến chiều về, anh ta ngủ ở dưới một cái chân cầu. Anh ta đổ tất cả những đồ dùng anh ta đã xin được, tất cả những đồ mà người ta cho, và ở trong đó có trái cây, có bánh, có lúa, có gạo, nhưng mà lẫn ở trong đó có một hạt lúa bằng vàng. Lúc này thì anh ta mới khóc, và anh ta nói rằng: phải như tôi dâng hết cho người. Nói đến đây thì ai trong chúng ta cũng có hiểu được câu chuyện rồi. Xem ra cái người hành khất này vẫn còn do dự, vẫn còn rụt rè, hay thậm chí chưa hết lòng.
Rồi trong cuộc đời của mẹ Teresa cũng có một câu chuyện khi nhiều người đến gọi là dâng cúng, đóng góp cho công việc từ thiện của mẹ, thì có nhiều người giàu có lắm. Nhưng mà có một hôm, có một người hành khất đến dâng cho mẹ 25 rupee, tiền Ấn Độ đấy. Và nếu tính ra thì nó có khoảng hơn kém 2 đô la Mỹ thôi. Nhưng mà anh ta thành khẩn và đến dâng cho mẹ. Mẹ biết hoàn cảnh của anh ta, mẹ biết, mẹ nhìn thấy cái con người hành khất đó, mẹ nhận lấy. Nhưng mà sau đó thì sao? Mẹ bảo các nữ tu của mẹ đem anh ta xuống cái căn phòng mà đón tiếp những người nghèo, để mà cho họ ăn, rồi cho họ những gì cần thiết. Hóa ra tấm lòng của cái anh chàng hành khất này đã gặp được một tấm lòng lớn hơn của mẹ Teresa Calcutta. Trong tin mừng và trong phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được như vậy. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Elia đã được sự trợ giúp của một người phụ nữ quá. Bà này đang đi lượm củi và rồi tính làm một chiếc bánh, và rồi sau đó cho con mình và mình ăn xong là chết. Rất là bi quan. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc này đang hạn hán, không có mưa, không có lương thực. Bây giờ bà chỉ còn một chút bột thôi. Thế thì ngôn sứ xin bà để mà làm cho ông một cái bánh. Và rồi bà đã làm, và rồi bà đã được một phần thưởng. Đó là hũ bột đã không vơi và vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã hứa, cho đến ngày mà Đức Chúa sẽ làm mưa rơi xuống, tức là hết hạn hán. Nếu chúng ta đọc ngược lại câu 8 và câu 9, ở đây là câu thứ 10 cho đến câu thứ 16 của chương 17 sách Các Vua quyển thứ nhất, chúng ta sẽ tìm ra được một lý do là tại sao. Đó có phải là tình cờ đâu. Là bởi vì chính Đức Chúa đã sai, đã đẩy ngôn sứ Elia đến mảnh đất này. Trước đó người đang trốn chạy hoàng hậu Jezabel, và rồi chim quạ đã đem thức ăn đến cho người, và người uống nước ở các suối. Bây giờ người đến đây một vùng đất Zarephta. Người phụ nữ quá này không được gọi, không biết tên là gì, nhưng mà bà đang sống ở trong cái vùng Zarephta đây, thế nên được gọi là bà quá thành Zarephta. Và rồi bà ấy cũng không phải là tình cờ, mà là do ý của Đức Chúa để bà có được cơ hội giúp đỡ cho ngôn sứ người của Thiên Chúa, và rồi đã được trả công. Xem ra những tấm lòng thì luôn gặp nhau. Còn ở đây Chúa Giêsu khen ngợi, bởi vì Chúa Giêsu ngồi đó lặng lẽ âm thầm để mà quan sát đám đông bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng ra sao. Người nhận thấy có một người phụ nữ quá và nghèo. Chúng ta biết rằng trong xã hội Do Thái thì người quá là người phụ nữ quá đó là người dễ bị tổn thương nhất, không được coi trọng, chẳng ai lưu tâm đến, không có thế đứng ở trong xã hội. Ấy vậy mà bây giờ Chúa Giêsu lưu tâm đến bà, và người đã đánh giá cao cái hành vi nhỏ bé của bà. Bà đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Thánh Marco trình thuật cho chúng ta thấy rõ ràng có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cái lối dịch như vậy thì đúng là khá tốt, là bởi vì đúng là rất rất nhiều, lắm người mà rồi họ bỏ thật thật nhiều tiền nữa. Còn đối với người đàn bà quá này thì chỉ có 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma mà thôi. Ấy vậy mà Chúa Giêsu đã khen ngợi. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái hành vi nhỏ bé của bà đã được Chúa Giêsu đánh giá cao. Không phải là hai đồng tiền kẽm, không phải là giá trị vật chất, mà là Chúa Giêsu nhìn thấy ở nơi tâm hồn của một con người, một tâm hồn quảng đại, một tâm hồn ta tạm gọi là đơn giản. Và cái tâm hồn đó đã thể hiện ra bên ngoài. Thế nên ta có thể nói chính nơi tâm hồn của chúng ta là nơi cung thánh của Thiên Chúa. Chính nơi tâm hồn của chúng ta nó sẽ phát xuất ra những điều cao đẹp, những điều tốt đẹp, nó sẽ là nó làm chủ hướng cho tất cả mọi hành động, mọi suy nghĩ và mọi lời nói của chúng ta. Chúng ta có thể đem cái tâm hồn gọi là được Thiên Chúa chúc phúc nơi mỗi người đó
là nguồn cho đời sống Kitô hữu, là tính cách cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Bởi lẽ Thiên Chúa muốn như vậy. Bởi lẽ thánh ý của Thiên Chúa là cho tất cả mọi sự được thành tựu, và nhất là để cho mọi người được quy tụ lại với nhau. Thế nên xem ra sống đơn giản, một hành vi nhỏ bé đơn giản của người phụ nữ nghèo, nhưng mà phát xuất từ tấm lòng thì lại có một giá trị. Và nó là một giá trị giống như là sống hồn nhiên, sống vô tư, sống siêu phàm và thoát tục, không lo lắng, không bắt chước theo lối sống của người khác, hoặc sống theo như người khác yêu cầu vậy. Quả thật, sống đơn giản từ tấm lòng, đó chính là một lối sống Kitô hữu mà chúng ta cần cho đời sống của mình. Thế nên thưa quý ông bà anh chị em, trong một xã hội càng ngày càng phức tạp, trong một xã hội mà người ta cố dựng lên những rào cản, những bức tường ngăn cách, thì rõ ràng những hành vi đơn giản, những lời nói gọi là thành thật và nó phát xuất từ tấm lòng, nó sẽ có giá trị lớn lao hơn hết. Thế nên hôm nay chúng ta được dịp để nghe Chúa Giêsu khen ngợi một người phụ nữ quá, nhưng mà sống bằng tấm lòng và đơn giản trong hành động. Thì chúng ta cũng mong muốn rằng lời Chúa Giêsu đó cũng sẽ được nói với tất cả chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng đời sống Kitô hữu chúng ta, tính cách Kitô hữu của chúng ta, nó phải phát xuất từ chính tấm lòng nơi cung thánh của Thiên Chúa. Và ở nơi đó Thiên Chúa sẽ chỉ dẫn, sẽ hành động để cho chúng ta biết sống làm con cái của Người. Ở trong chúng ta thông thường, chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta mắc nợ Thiên Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì hồng ân, bởi vì những ơn lành Chúa ban cho chúng ta nhiều nhiều lắm. Nào là cho cá nhân, cho gia đình, cho giáo xứ, rồi cho xã hội, cho thế giới vân vân. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là Thiên Chúa cũng mắc nợ chúng ta. Như trong sách Thánh, sách Châm Ngôn chương 19 câu 17 có nói thế này, nguyên văn: thương xót kẻ nghèo, thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn. Một câu rất là ý nghĩa, dường như rằng chỉ có việc thương xót, chia sẻ và sống với tâm hồn của mình thì mới có cái khả năng, mới có cơ hội để mà Thiên Chúa mắc nợ chúng ta, mà sách Châm Ngôn gọi là cho Đức Chúa vay mượn. Hôm nay lời Chúa nói với chúng ta để chúng ta ý thức về đời sống công giáo của mình, về đời sống rất tự nhiên, rất đơn giản, nó phát xuất từ tấm lòng vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin và lòng quảng đại cho chúng con, để chúng con biết bỏ đi những gì là thừa thãi, những gì là vướng mắc trong cuộc sống của mình, để chúng con mở lòng quảng đại với hết mọi người chung quanh, và nhất là sống đơn giản hơn để quy tụ tất cả lại trong tình yêu là con cái Chúa. Amen.